Thứ hai, thật bất ngờ là Cameron Knight, vì anh ấy có một bộ khạc vô cùng khó chịu. Mặc dù phải xuất hiện từ đầu phim nên khá nhiều cảnh anh ấy bị ăn hành, nếu quá mạnh sẽ làm lu mờ Ryuki cũng như những rider khác. Nhưng bộ bài của anh ấy là thứ không hề có bất kỳ điểm nào để chơi, trừ việc nó thiên về cận chiến. Một người thường chỉ có một tấm cạc đặc biệt làm chủ đạo thì anh ấy có hẳn hai tấm, đó là Strixhaven lẫn Nasty Van. Nasty Van là một lá bài triệu hồi quái thú và Micro Monster dơi của anh ấy sẽ phát ra sóng siêu âm, làm nhiễu kẻ thù khiến chúng bị choáng trong khoảng thời gian ngắn. Nó rất có lợi thế trong việc chiến đấu cũng như giải thoát anh ấy khỏi vòng vây. Tất nhiên thì tấm này cũng sẽ có thể bị khắc chế bởi Confide vì nó là triệu hồi nên Micro Monster. Nhưng anh ấy vẫn còn một trick lõ phía sau là Trick Van, không phải nhân 2, nhân 3 mà thậm chí là nhân ra 6 người để tấn công kẻ thù. Những phân thân này cũng có thể bị đánh như người bình thường và khi anh ấy bị tấn công thì những phân thân này sẽ biến mất. Nhưng như mình đã nói, Knight là Rider xuất hiện từ đầu nên anh ấy hơi phế. Nếu là một Rider về sau sở hữu thì nó thật sự là một bài vô cùng chất lượng khi có từ vũ khí cho đến cả hai tấm cạc có thể lật ngược thế cờ và áp đảo kẻ thù hết sức đơn giản.